Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 274 của bộ truyện Tiên Hiệp. Phạm Nhân Tù Tiên, tác giả vọng ngữ, nguồn bạch ngọc sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1461 Tứ Đại Yêu Vương Làm đạo hữu, cần gì suốt ruột như vậy? ta mượn sức hạng đạo hữu không phải vì tu vi của hắn, mà là vì thần lôi chi lực. Dù tu vi có thể thấp hơn một hai cấp, nhưng nếu có thể phát ra ít tà thần lôi thì... Mộc Thành trong hắc quang cười khẽ nói. Ít tà thần lôi nào có thể dễ dàng nắm như vậy? Hiện nhiên tu vi càng cao thì mới nắm càng chắc. Ta rất hoài nghi một gã linh tương kỳ có thể thật sự phát huy uy lực thần lôi hay không. Nếu như ta nhớ không nhầm, thì muốn chính thức khu đồng uy lực ít tà thần lôi, ít nhất cũng phải đạt cảnh giới linh xuất sơ kỳ. Lần này, là một người trong hai gã huyết bào nhân nói, thành âm quái gì giống như kim thạch. Điểm này thì huyết huynh cứ yên tâm. Hàng đạo hữu, mặc dù chỉ là linh tương hậu kỳ, nhưng nói về pháp lực tinh thuần thì chỉ thấp hơn linh xuất sơ kỳ một chút mà thôi. Tin rằng hoàn toàn có thể làm được việc này. Hay là huyết huynh có thủ đoạn nào khác, có thể ổn thỏa bài trừ Minh Hạ cấm chế, làm cho hàng đạo hữu ngay cả một cơ hội thử cũng không có. Bộ dáng một thanh thầm ý sâu sắc, nếu người này thật sự có thể giúp chúng ta bài trừ cấm chế, thì tất nhiên là chuyện tốt rồi, lão Phu không có ý ngăn cản, chỉ là rất quan tâm mà thôi, tiên tự đừng bắt bẻ ý tứ của lão Phu. Một huyết bào nhân khác mở miệng nói, thành âm giống như đúc người huyết bào nhân thứ nhất, phản phất như cùng một người Mộc Thanh không để ý, lạnh nhạt nói. Nếu huyết huynh không có ý kiến gì đối với hàng đạo hữu thì tốt. Vậy không biết lục túc huynh cùng Lam Tỷ Tỷ cảm thấy như thế nào? Nếu có lợi cho đại sự của chúng ta thì ta ủng hộ. Thần Bỉ Nhân đầu đội áo choàng đen bình tĩnh trả lời. Nhưng bị phụ tóc bạc lại nhíu mày như đang định giá. Như thế nào? Lam Tỷ Tỷ không đồng ý hay sao? Ánh mắt Mộc Thanh chợt lóe hỏi không có gì Chỉ là tinh hồn người này cực kỳ cường đại Nguyên bộn ta muốn dùng hồn phách hắn Luyện chế thành một ngân giáp quỷ vương Này là phải từ bỏ Mà người này là do ta và địa huyết phát hiện trước Một thanh mùi mùi cứ như vậy giữ người Không cảm thấy có chút không ổn hay sao Mỹ phụ tóc bạc chậm rãi nói <laughs> Hóa ra Làm tỷ tỷ muốn tự mình Chỉ giáo hàng đạo hưởng Nhưng theo ta được biết Công pháp của tỷ tỷ khắc với thần lôi như thế nào là có thể chỉ cho người khác học thần lôi chi đạo? Nếu chậm trễ đại sự thì chẳng phải là hối hận cả đời sao? Mộc Thanh cười nhẹ nói. Có đúng như vậy không? Nghe khẩu khí của mùi mùi thì hình như cũng hiểu biết về ít tà thần lôi. Còn nếu như chưa tu luyện qua thần thông này thì lão thần chỉ điểm hắn cũng không có gì là không được. Mỹ phụ tóc bạc cười là nói. Thiếp thân chỉ là một linh chi thể ngưng hình ít tà thần lôi tại thời thường cổ, xếp vào nhóm ngũ hành thần lôi trong một thần lôi. Nếu tự mùi tự mình chỉ giáo thì chung quy vẫn hơn những người khác. Sắc mặt Mộc Thanh âm Cái tròn. này thì không cần thiết. Nếu nói về tuổi tác thì lão thân chỉ thấp hơn lục túc đạo hữu thôi. Tù luyện lâu như vậy rồi, đủ để bù vào chút thiên phu ấy của mộc mùi mùi. Mỹ Phụ không khách khi nói. Ngay như vậy, sắc mặt Mộc Thanh khẽ biến, Đang mùi nói tiếp thì thần bí nhân gọi là lục túc kia đột nhiên mở miệng. Hai vị đạo hữu không nên tranh chấp. Trước tiên để ta xác nhận hạng đạo hữu có ít tà thần lôi hay không, chuyện khác tính sau. Lục túc hiển nhiên là người có uy tín cờ cao, hơn nữa mỹ phụ và một thanh cùng có chút kiên kỳ. Sau khi nhìn nhau một cái thì mỹ phụ không nói thêm, một thanh thì quay đầu bình tĩnh nói với hạng lập. Đoạn hội thoại vừa rồi, có lẽ là người cũng đã nghe được. Hạng đạo hữu có thể đem ít tà thần lôi phóng ra một lần không? Để mấy người chúng ta xác định một chút. Việc này có quan hệ không nhỏ. Nghĩ rằng hàng đạo hữu sẽ không cử tuyệt. Hạng lập lộ ra vẻ cười khổ, không nói nhảm, hai tay bắt quyết. Nhất thời tiên sách đánh oanh lòng lòng phát ra. Kim quang trên người hạng lập đại phóng. Vô số tinh tế điện ti từ trong cơ thể hiện ra. Trầm nhai mắt, hóa thành mấy đạo kim hồ thô to quấn quanh người, thành thế cực kỳ kinh người. Đám người mỹ phụ lục túc nhìn Kim Hồ không chớp mắt. Ngay cả khi Mộc Thanh đã gặp qua một lần cũng không ngoại lệ. Tay áo lục túc hướng Hàng Lập phất một cái. Một cổ âm phong lao thẳng đến. Hàng Lập nhíu mày, điểm một chỉ. Một đạo Kim Hồ chợt lóe lên, ngần đón. Kim Hồ vừa tiếp xúc với Hắc Phong thì lập tức bảo liền. Nơi Kim Quang đi qua, Hắc Phong giống như bằng tuyết tan chạy. Không sai, quả nhiên là ít tà thần lôi. Lục túc gật đầu, trong lời nói có vài phần vui mừng. Ít tà thần lôi trên đồ này, đạo hữu đại khái có thể thả ra mấy đạo. Một vị trong huyết bào nhân đột nhiên hỏi. Đại khái là 20 đạo, nhưng mỗi lần phong thích thì phải chờ rất lâu mới có thể khôi phục lại như ban đầu. Ánh mắt hàng lập chợt lóe trả lời. Hãng đem số lượng có thể khu sự ít tà thần lôi, giảm đi hai ba phần, căn bản không nói chi tiết. Hai mươi đạo ư, ừ, vậy thì cũng đủ dùng rồi. Nghe Hạng Lập nói như vậy, một gã huyết bào nhân khác vừa vui mừng lẫn sợ hãi cười rộ lên. Không sai, ngay cả Minh Hà cầm chế lời hài, nhưng dưới công kích của nhiều thần lôi như vậy, tuyệt đối không thể duy trì. Tốt lắm, người không có vấn đề. Tiếp theo sẽ thảo luận về vấn đề của hàng đạo hữu. Ta và huyết đạo hữu thì không hiểu rõ đối với thần lôi chi mộc sẽ không tham dự vào việc này một chút là một tiên tử và lam đạo hữu đều muốn hàng đạo hữu theo mình học khu lôi chi đạo việc này thật sự có chút khó giải quyết ta nghĩ thế này từ bây giờ tới lúc diễn ra đại sự còn mấy năm thời gian hai năm đầu để hắn theo một tiên tử học khu lôi chi đạo hai năm sau là làm môn hạ của lam đạo hữu hai năm cuối cùng sẽ để hàng đạo hữu tự mình lệnh ngộ hai vị thấy được chứ? Lục túc không chút cảm tình nói. Nghe lục túc nói như vậy, Mỹ Phụ cùng Mộc Thanh đều giật mình. Lục túc huynh đề nghị rất tốt. Ta xem hai vị đạo hữu không nên cãi nhau. Cứ làm như vậy là được rồi. Một gà huyết bảo nhân xoa tay nói. Nếu lục túc đạo hữu và địa huyết cùng cảm thấy cách này tốt, thì lão thân không có ý kiến gì. Mỹ Phụ tóc bạc trầm ngâm một chút, rồi chậm rãi gật đầu đồng ý nhưng Mộc Thanh thì lại không nói gì. Như thế nào? Một tiên tử cảm thấy cách này không được sao? Ánh mắt lực túc trong áo choàng lạnh lẽo, trầm giọng hỏi. Đương nhiên là không phải rồi. Cứ y như lời ba vị đi. Mộc Thanh rụng mình, một hồi lâu sau thì miệng cưỡng cười nói. Tốt, tất cả chỉ là chuyện nhỏ thôi. Mùa đồ đại sự mới là chuyện lớn. Hàng đạo hữu, cho người thời gian 6 năm nếu trong 6 năm có thể luyện thành công khu lôi chi đạo mà ta truyền thụ, phát ra uy lực chính thức của ít tà thần lôi, thì ta sẽ mang người đến một nơi thần bí. Nơi đó có rất nhiều thư tốt đang chờ ngươi. Nhưng nếu ngược lại, người trong vòng 6 năm không thể nắm giữ được uy lực chính thức của thần lôi, thì tới lúc đó... Một gã huyết bào nhân cười, nhìn hàng lập uy hiếp nói. Mặc dù hắn nói chưa xong, nhưng ý tứ trong đó ai cũng hiểu được. Hàng Lập sau khi nghe xong thì sắc mặt có chút khó coi. Hàng Đạo Hữu cứ việc yên tâm. Người còn trẻ mà đã có thần thông như vậy rồi. Nghĩ rằng thiền phú phải hơn người. 6 năm tu thành thần luật pháp môn thì tuyệt không thành vấn đề. Nhưng vì phòng ngự Đạo Hữu có tâm tư nào khác, ta sẽ hạ chút cấm chế nhỏ trên người của Đạo Hữu. Mỹ Phụ Tóc Bạc nói, đột nhiên khoát tay, một đạo hồi ti không chút dấu hiệu bắn nhành ra. Sau khi chợt lóe thì tới ngay trước người hàng lập sắc mặt hàng lập đại biến, thân hình dưới tiềm thức muốn tránh, nhưng không gian gần đó lại ba đồng. Tiếp theo đầu vai bị một cổ cự lực vô hình đè xuống, thân hình hắn ngừng trẻ không thể động đậy. Hàng lập nhíu mày, tâm niệm xoay chuyển nhanh như điện, không hề điều động thần lực giải dụ, chỉ là hồi ti chợt lóe quang mang rồi chưa vào thân thể hắn không thể bóng dáng. Cơ hồ đồng thời trong lúc đó, lục túc, mộc thanh, địa huyết cũng đều lần lượt thả ra một đoàn hắc khí, một đoàn lục quang cùng một đoàn huyết vụ, đồng dạng đều chui vào thân thể Mộc Thanh. Lúc này Hàng Lập chỉ cảm thấy cường lực trên người đã mất đi, thân thể lần nữa khôi phục tự do, thần niệm vội đảo qua thì tình huống trong cơ thể, Hàng Lập có chút rầu rị. Trong cơ thể hắn có bốn loại tiêu ký, tuy không có hại gì, nhưng nếu hắn muốn đào tẩu thì cực kỳ khó khăn. Hàng đạo hữu, trước tiên người cứ ở lại một tiên cốc hai năm. Hai năm sau, Lam Đạo Hữu sẽ phái người đến gọi người. Được rồi, việc này tới đây thôi. Nói một chút về những chuyện quan trọng khác đi. Lam Đạo Hữu, nghe nói người luyện chế huyền quỷ gần xong rồi. Chỉ còn có... Lục túc chỉ nói với Hạng Lập hai câu, liền đổi đề tài khác. Mấy người khác nghe như vậy thì cùng tiếp lời. Căn bản không cho Hạng Lập cơ hội nói chuyện. Cũng không có ý định nghe hắn nói cái gì trước mặt bốn gà yêu vương hợp thể kỳ hạng lập đích xác không có quyền nói chuyện vô luận là nhân giới hay linh giới các tộc đều lấy thực lực để nói chuyện chỉ là một gà hóa thần kỳ đối với những yêu vật này tại địa uyên thì thật sự rất nhỏ bé ngay cả khi hắn buồn bực trong lòng thì cũng chỉ có thể yên lặng không nói đồng thời âm thầm tự đền giá nhận lời của đối phương nói nội dung yêu vương tại địa uyên này không nhiều lắm nhưng hắn đại khái cũng nghe được một chút những người này quả nhiên muốn mượn uy lực ít tà thần lôi của hắn, muốn phá minh hà cầm chế gì đó. Nhưng mấy người này nói cái gì mà khu lôi chia đạo, uy lực chính thức của ít tà thần lôi, đây là cái gì? Chẳng lẽ ít tà thần lôi còn có pháp quyết khu sự đặc biệt khác? Hàng lập nghĩ mại vẫn không thông, đột nhiên hắn dường như cảm ứng được, có người nhìn mình. Hàng thoáng nhìn lại, vừa lúc chạm ánh mắt với một diệu linh nữ tử, đúng là nguyên giao. Nguyện Giao Thế Hạng Lập nhìn lại, thế nhưng thần sắc vẫn thản nhiên không có chút biểu tình. Bất quá, thần sắc Hạng Lập vừa đồng, sau một lúc lâu mới khẩm chút hoang mang thu hồi ánh mắt. Chương 1462: Tà Long tộc. Đã người Mộc Thành hiện đang trò chuyện với nhau, bên trong liên quan gì đến huyện quỷ, khôi lội vân vân bọn họ lại còn luyện binh với quy mô lớn, phản phất như chuẩn bị tấn công nơi nào đó. Bất quá, Hàng Lập cảm thấy hưng thú nhất chính là thỉnh thoảng mấy người này nhắc tới Minh Hà Chi Địa. Đây là địa danh mà Hàng Lập lần đầu nghe thấy. Tầm Hàng Lập chợt động, nhớ lại âm Minh Chi Địa lúc trước. Bất quá, những người này ngoài trừ đề cập đến địa danh này thì cũng không nói gì liên quan tới nơi này. Lúc này Hàng Lập đã sơm thối lui, âm thầm quan sát mấy yêu vương. Nói thật, trong tứ đại yêu vương, thần bi nhất, làm hắn nhìn không thấu, chính là lục túc và huyết lão quái. Người đầu tiên thì phát ra khí tức lạnh lẽo vô cùng cổ quái, không chứa một chút sinh mệnh khí tức. Nếu như không phải có cử động và nói chuyện, thì hạng lộc cũng hoài nghi, người này là xác chết. Người tiếp theo thì lại là hai người. Hai gã huyết bào nhân vô luận là giọng điệu, hình thể, khí tức, cũng không có gì khác nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác, hai người đều được gọi là huyết lão quái, việc này hiển nhiên có chút quỷ dị. Về phần Mộc Thanh cùng mỹ phụ tóc bạc, Hàn Lập mơ hồ nhìn ra một chút lai lịch của hai người, trên người Mộc Thanh bị một tầng hắc quang bao phủ, thậm chí dùng minh thanh linh nhãn để nhìn cũng không thấy rõ, nhưng từ trong hắc quang lộ ra một tia xanh biếc, không cách nào giấu được hai mắt của Hàn Lập. Hơn nữa trên người nữ tử này phát ra một tia mộc linh lực cực kỳ tinh thuần, Hàng Lập cơ hồ dám khẳng định, tám phần rằng Mộc Thanh là một mộc linh chi yêu hiếm thấy. Nhưng không biết bản thể là loại linh mộc nào. Về phần bị phụ tóc bạc thì âm khí toàn thân rất dài. Hơn nửa mới vừa rồi nghe mấy vị yêu vương này trò chuyện. Hàng Lập cũng đoán ra phụ nhân này là một tên quỷ yêu. Chỉ có quỷ yêu, cơ hồ đem quỷ vật chi khu, ngưng luyện giống như thường nhân thì mới có thể được thần thông lớn như vậy. Bất quá cũng bởi như vậy Hàng Lập chú ý âm khí trên người nguyên giao cũng không tệ. Từ hồ cũng không phải là thường nhân chi khu, nhưng lại không giống như quỷ vật chi thân như phụ nhân. Nữ tử này, từ hồ có kỳ ngộ khác. Về phần nghiêng lệ thì cũng giống như nguyên giao. Bất quá từ khi tức mà nhị nữ phát ra thì cũng là có thực lực hóa thần sơ kỳ. Hai người nguyên giao có tù vị thấp như vậy mà lại đi theo bên cạnh bị phụ, xem ra không phải thân thích gì mà là có nguyên nhân gì khác. Mấy tên yêu vương này cũng không bàn luận lâu, ngẫu nhiên có chút bất đồng khi tranh luận, nhưng sau khi dùng vài phương pháp thì rất nhanh đã giải quyết. Sau thời gian một bữa cơm, đám người lục túc đã thương thảo xong, lúc này đứng dậy cáo từ. Mộc Thành không dám chậm trễ, từ trên kim hoa bước xuống, tự mình tiện mấy tên yêu vương. Hai gã huyết bào nhân khi ra cửa viện, vừa lúc đi ngang qua cảnh hàng lập, thì một gã huyết bào nhân tới gần hắn rồi hỏi hai huyết khôi lội mà ta phải đi có phải bị người tiêu diệt hay không hàn lập sau khi chần chờ một lúc thì thành thật không người trả lời đích thật do vạn bối diệt sát. lúc trước không biết là thủ hạ của tiền bối mong rằng tiền bối không nên trách tội à, chỉ là hai huyết quỷ khôi lội ta không đặt vào mắt đâu nhưng việc này cũng không thể cứ như vậy mà xí xóa sau này phải làm cho ta một việc nhỏ để đền bù trong tài hạng lập vang lên tiếng của huyết lão quái hạng lập ngẩn ra ngẩng đầu nhìn hai gạo huyết bào nhân chậm rãi đi qua cạnh hắn phản phất như truyền âm vừa rồi căn bản không tồn tại hạng lập nhíu mày thầm cảm thấy mình lại dính thêm phiền toái rồi mỹ phụ tóc bạc cùng đám người nguyền giao đi ra cuối cùng đồng dạng cũng đi qua cạnh hạng lập nhưng mỹ phụ chỉ nhìn bề ngoài cười mỉm chưa nói gì nguyền giao thì mặt không biểu tình phản phất như chưa bao giờ nhìn thấy hàng lập. Nhưng thật ra nghiêng lệ, thì trừng mắt nhìn hàng lập, ánh mắt hiện ra vẻ như đang nghĩ tới điều gì. Khóe miệng hàng lập vừa đồng, nhưng lập tức thần sắc khôi phục như thường, bàn tay trầm tay áo, đột nhiên nắm lại. Chúc mừng hàng huynh đệ, mấy vị đại nhân xem ra cũng coi trọng hàng đạo hữu nha. Vừa thấy mọi nghiệp mộc thanh trước sau đi ra đại điện, huyết độc hướng hàng lập, cười nói. Có gì đáng vui chứ, tại hạ hiện tại còn chưa biết rõ những chuyện này là gì. Huyết tiền bối có biết khu lôi chi đạo là công pháp gì không? Thật sự có thể làm tăng uy lực của ít tà thần lôi hay sao? Sau khi Hàng Lập cười khổ một tiếng, thì bàn tin bán nghi hỏi. À, việc này thì ta có biết một chút. Tại thời thường cổ, ít tà thần lôi tại linh giới rất nổi danh. Một thần lôi là một trong ngũ hành chân lôi, chuyên phá ma khí tà vật. Nói về uy lực, thì còn vượt xa thiên cương huyết lôi của ta đây. Bất quá thần lôi này phải cần pháp môn đặc thù khu sự tế luyện. Nếu không thì chỉ phát huy được một phần hai. Tại thời thượng cổ, linh giới bị mấy đại tộc liên thủ thống trị. Trong đó tại Long Độc bởi vì bị thần lôi này khắc chế cho nên lục soát thiên lôi trúc đem tất cả phá hủy hầu như không còn làm cho ít tà thần lôi cơ hồ tuyệt tích tại linh giới. Pháp môn khu lôi cũng dần dần không còn ai biết. Ít nhất huyết mộ cũng không biết Huyết độc cười cười Kể lại rõ ràng chi tiết Tà Long Độc Hạng Lập có chút ngần ra Tại nhân tộc Từ hồ hắn chưa bao giờ nghe nói tới Linh giới có tộc này À Hạng Đạo Hữu chưa nghe qua cái tên này bao giờ Cũng là không có gì kỳ quái Bởi vì năm đó khắp bá công của đại tộc Đối với những chủng tộc linh giới khác Vô cùng khi dễ Cuối cùng bị phần lớn chủng tộc liên thủ tiêu diệt bất quá mấy tộc này thực lực rất mạnh. Năm đó trừ tộc linh giới cũng đồng dạng vì vậy mà bị diệt 78 phần chi, đều là trong trận chiến cường đại đó. Nếu không, làm thế nào bọn họ lại sừng vườn sừng bá tại linh giới được? Mà cái tên Tài long tộc hiện nhiên cũng rất ít người biết. Huyết độc hời hợt nói ra một đoạn thường cổ bí văn. Hàng Lập nghe được thì có chút khó hiểu. Chuyện lớn như vậy, thế nào mà trong điện tịch nhân tộc cùng phi linh tộc lại chưa từng ghi lại trong lòng kỳ quái hắn không nhìn được hỏi tiếp ta nói chính là chuyện lúc linh giới còn chưa sơ khai phi linh tộc các người lúc ấy còn chưa xuất hiện tại thế giới này hiển nhiên sẽ không ghi lại chuyện này huyết độc cười hăng hắc thì ra là như vậy ư Hàng lập lúc này mới hiểu theo như trong điện thịt nhân tộc ghi lại nhân tộc tại linh giới xuất hiện sau phi linh tộc không ghi chép việc này cũng không phải là chuyện kỳ quái nhưng ngay khi hàng lập và huyết độc đang tan dốc thì bên ngoài cửa điện vang lên tiếng bước chân của Mộc thanh đang đi đến huyết độc cùng hàng lập ngừng nói tiếp đến lên chào vị yêu vương này một thanh gật đầu thân hình thoáng một cái liền ngồi vào kim sắc cử hoa sau đó không nói một lời chống cầm suy tư nữ tử này từ hồ có chuyện gì không thể giữ được bình tĩnh một hồi lâu cũng không phân phó hàng lập có chút kinh ngạc theo tiềm thức nhìn huyết độc bên cạnh một cái. Huyết dao này, như thế nhưng là cực kỳ bình tĩnh, tự hồ không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Hàng đạo hữu, người nghe cho kỳ đây. Ta không quả người nghĩ như thế nào, nhưng trong hai năm phải nắm giữ pháp môn khu sự ít tà thần lôi. Nếu được như vậy thì hai năm sau, ta sẽ giúp người từ chối quỷ bà. Người hiểu rõ dụng ý của ta chứ. Một thanh trong hắc quan khẽ nói thần sắc hàng lậm vừa động chỉ có thể cười khổ trả lời một thanh tiền bối có lệnh thì vạn bối sẽ cố hết sức <laughs> người tốt nhất là phải cố hết sức nếu không ta sẽ phải để ngươi qua bên quỷ bà thành âm một thanh lạnh lẽo trong lòng hàng lập trầm xuống chỉ có thể trầm mặc không nói ba ngày sau người đến một tin động trong hai năm này ta sẽ tự mình chỉ điểm khu lôi chi đạo cho ngươi huyết độc chuyện huyết thực trong hai năm này Toàn bộ giao cho người xử lý Mộc Thanh quay đầu lại Dùng ngựa khí không thể nghi ngờ Phần phó cho huyết giao Vâng, thưa chủ nhân Lúc này huyết độc thật sự có chút ngoài ý muốn Nhưng lập tức lên tiếng đáp ứng Hạng lập cùng ngợn người Được rồi, ta có chút việc Các người đi ra đi Sau khi phần phó Mộc Thanh phất tay nói Hạng lập cùng huyết giao Chỉ có thể thi lệ rồi lùi xuống Cờ duyên hàng huynh không nhỏ nha Dĩ nhiên có thể được chủ nhân Tự mình chỉ điểm cho người tu luyện Đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp đó Ra khỏi đại điện Huyết độc đột nhiên hướng hàng lập nói Trong mắt có một tia dị sắc Có đúng như vậy không tại hạ còn không biết thời gian 2 năm Có đủ để thu thành khu lôi chia đạo hay không Hàng lập cung kính lắc đầu Bộ dạng có chút buồn bực Chủ nhân đều nói như vậy Thì khẳng định là nắm chắc Hàng huynh đề không cần đa tâm. Huyết mộ có một số việc cần xử lý. Trước hết xin cáo từ. Huyết độc cười ha ha. Huyết quang trên người chợt lóe, Nhất thời hóa thành một đạo huyết quang bay ra xa. Hàng lập đứng tại chỗ. Hai mắt hiếp lại nhìn huyết quang biến mất. Sau đó mới xoay người đi về chỗ của mình ở. Không bao lâu hàng lập đã đến bên lầu cát. Phát động cầm chế để che giấu những kẻ khác rình xem sắc mặt hắn âm trầm ngồi xếp bằng trên giường ánh mắt chớp động không thôi sau một lúc lâu hắn đột nhiên giơ một tay lên nằm ngón tay mở ra hiện ra lòng bàn tay trong lòng bàn tay xuất hiện vài hát văn nhỏ ngưng thần nhìn kỹ thì rõ ràng là một chữ nguyên nhìn thấy chữ này trên mặt hàng lập hiện ra một tia cổ quái nếu nói lúc trước có chút bản tin bản nghi đối với thân phận của nguyên giao thì giờ phút này toàn bộ đều là tin Chữ này là trong lúc nguyên giao đi qua cạnh hắn, vội thành vội tức đặt vào trong tay hắn. Quá trình đó, ngay cả một tia linh ba cũng không phát hiện ra. Ngay cả tồn tại đáng sợ như Mộc Thanh cùng Mỹ Phụ cũng không thể nào phát hiện ra. Lấy một tồn tại hóa thần kỳ, có thể làm được chuyện này thì thật sự là có chút kinh ngạc. Khó trách thần sắc hàn lập lại khác thường như vậy. Vương một ngón tay, hắn nhẹ nhàng điểm vào chữ nguyên trong lòng bàn tay đầu ngón tay hiện ra một tầng lục quang, sau đó hướng về phía chữ này. Hai tay hàng lập rút về trong tay áo, lặng lặng tự định giá. Một lúc sau, bỗng nhiên hắn dụi một bàn tay ra. Một tiếng lôi mình trầm thấp phát ra, một đoạn kim sắc lôi cầu trồi lên bàn tay, hình thể không ngừng cuồng trướng, mặt ngoài ánh lên kim sắc điện ti, chớp lóe không ngừng. Hàng lập nhìn lôi cầu này, mà không biểu tình, nhưng hai mắt thì hiếp lại một chút. Chương 1463 Một tinh đồng Năm đó trong lúc vô ý, hắn thúc dục ra kim lôi trúc, luyện chế thành 72 thanh trúc phong vân kiếm, vì vậy có thể mượn uy lực ít tà thần lôi trong kiếm đối địch. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, lôi điện này lại có la lịch lớn như vậy, hơn nữa lại còn là pháp môn khu sự đặc thù. Nếu thật sự như yêu vật ở địa uyên nói, ít tà thần lôi tại linh giới là một trong ngũ hành chân lôi, được xưng là chí mộc thần lôi. Như vậy thì uy lực thật sự lớn đến khó tin, lập tức có thể trở thành một trong những đòn sát thủ của hắn. Bất quá chuyện về ít tà thần lôi hiện nhiên là chuyện tốt, nhưng hắn lại phải đi minh hà chi địa. Hơn nữa yêu vương này cũng luyện chế quỷ binh khôi lội số lượng lớn. Nguy hiểm trong đó có thể nghĩ được. Nếu hắn không cẩn thận thì rất có thể sẽ chết trong đó. Cùng may nghe khẩu khí đối phương thì ít nhất cũng có 6-7 năm. Hắn còn có thể suy nghĩ cẩn thận, xem có cách gì tốt hơn không. Nhưng thật ra ở nơi này, có thể gặp lại Nguyên Giao một lần, thì xem ra duyên phận cũng không tệ. Năm đó Nguyên Giao không tiếc hủy Kim Đan để nghiêng lệ hoàng hồn, hiện nhiên là đáng kính nể. Nhưng nhiều năm như vậy, đối phương có còn trọng tình trọng người hay không thì vẫn khó nói. Dù sao lòng người rất dễ thay đổi, nhưng xem ý tứ của Nguyên Giao thì cũng không muốn bại lộ chuyện có quen biết ra. Điều này làm hắn thầm thở dài một hơi. Mặc dù chuyện giả mạo phi linh tộc không phải là chuyện cần giấu giếm, nhưng Hàng Lập vẫn không muốn cho yêu vương biết thân phận thật sự của mình. Trong lòng Hàng Lập tự đánh giá như vậy, nhắc tới nguyền giao, trong đầu hắn vẫn còn nhớ rõ tình cảnh mấy lần gặp nàng. Lúc trước trong mật thất, tại hư thiên điện, chính là thấy cảnh nữ tử này dùng linh tuyền tắm thân thể hoàng mỹ không tì vết của nữ tử này không khỏi chợt lóe qua đầu của hàng lộc làm lòng hắn nổi lên một tia gần sóng nhưng lập tức thân ảnh nam cung nguyện lại từ sâu tận đáy lòng hiện ra rõ ràng dị thường tràn ngập cả tâm trí của hàng lập. nhiều năm như vậy nếu tất cả đều thuận lợi thì nàng tại nhân giới cũng có thể đã tiến giai đến hóa thần kỳ không biết đến khi nào hắn mới có thể một lần nữa gặp lại ái thê tại linh giới bóng dáng Nam Cung Nguyện Không ngừng quay cuồng trong đầu Hàng Lập Cảnh lúc ở thiền nam Cùng ái thê thiết tha mặn nồng không ngừng xuất hiện Trên mặt Hàng Lập Hiện ra vẻ tươi cười Lầm vào hồi ức ngọt ngào Sau một hồi lâu Thân ảnh Nam Cung Nguyện dần biến mất Một khuôn mặt kiều diệm khác Lại xuất hiện trong tâm Hàng Lập Đồng dạng cũng làm hắn chìm vào hồi ức Không biết trải qua bao lâu Một tiếng thở dài vang lên Hàng Lập rút cuộc lần nữa tỉnh táo trên mặt hiện ra vẻ cười khổ. Không nghĩ tới chuyện gặp lại Nguyên giao, làm hắn bị kích thích. Mất thời gian chìm vào hồi ức đến như vậy. Cũng may gần đây không có kẻ nào ác ý nhìn trộm. Nếu không thì thật sự rất nguy hiểm. Bất quá nếu hắn không thể rời đi thì vẫn còn cơ hội gặp lại nguyên giao. Sau đó lại liên lạc cùng không buồn. Hàng lập chậm rãi từ định giá. Nét mặt lần nữa hiện ra về từ định giá. Ba ngày sau, Hàng lập đứng trước một ngọn núi nhỏ, nhìn vào vách núi trồng xanh một cách quỷ dị. Trong mắt chợt lóe ra một tia kinh ngạc. Đây là một tên đồng mà bọn tòa dùng để bế quan tu luyện. Nơi đây một linh khí dày đặc, cho dù tại linh giới cũng không có bao nhiêu. Người tu luyện công pháp một thuộc tính ở đây thì có thể tăng tốc độ tu luyện lên rất nhiều. Mộc Thanh ở một bên, hạnh diện nói. Hàng Lập dựa theo phần phó, ba ngày sau tới gặp Mộc Thanh. Nữ tử này liền dẫn hắn bay tới một chân núi lớn, tiến vào một thần mê vụ cầm chế, rốt cuộc dừng lại ở chỗ quỷ dị này. Nơi này cách chỗ ban đầu khá xa, nữ tử này tu luyện ở đây thật sự là làm người ta bất ngờ. Bất quá thạch bích trước mắt xanh biếc, bóng loáng như gương, nào có dấu hiệu gì của đồng quật. Thần niệm hạng lập quét ra lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện ra cái điều gì dị thường, trên mắt hiện ra vẻ cổ quái. Một thanh bước tới trước vách núi, bàn tay phất nhẹ một cái. Một tầng lục hà hiện ra trên thạch bích, rồi một khe nứt vô thành vô tức hiện ra, lộ ra một lục sắc thông đạo nối thẳng vào bên trong. Lối vào thông đạo bị một tầng quan mạc phòng bế, bốn phía còn có phù văn cổ quái ẩn hiện, có vẻ là rất thần bí. Hàng lập tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Sau thạch bích có thông đạo như vậy, nhưng lấy thần niệm mạnh của hắn vẫn không thể nào phát hiện ra Xem ra thần thông của yêu vương này Quả nhiên không thể tưởng tượng được Đúng là cần phải cẩn thận hơn một chút Hạng lập rùng mình Thân hình Mộc Thanh thoáng lên Dẫn đầu đi vào trong thông đạo Lục sắc quan mạc không chút nào ảnh hưởng Hạng lập chờ chờ một chút Hiện nhiên cũng đi theo Kết quả không biết Mộc Thanh đã đồng tay đồng chân gì Mà quan mạc đồng dạng cũng không càng trở hắn Sau khi hai người tiến vào quan mạc quang hòa trên thạch bích chợt lóe cửa vào thông đào biến mất. Bên kia, Hàng Lập đi theo một thanh. Sau khi đi một lát, thì trước mắt trở nên sáng ngời, xuất hiện một thính đường không lớn lắm. Thính đường trống rộng, ngoài trừ bảy tám thông đạo thì không còn gì khác. Nhưng Hàng Lập lại cảm ứng được, linh khí nồng đầm từ dưới đất phát ra, trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui, chính là một linh khí nơi này, nồng đậm như vậy, trong hai năm nắm giữ pháp môn khu sự ít tà thần lôi thì cũng không phải là chuyện không có khả năng. Buồn chính là vì, vì một thanh này ngay cả linh mạch như vậy mà cũng cho mình sử dụng, có thể thấy được tình thế bắt buộc, sau này muốn thoát khỏi khâm chế của vị yêu vương này không phải là chuyện dễ dàng. Đi theo ta, ta an bài chỗ cho ngươi. Từ nay về sau trong thời gian hai năm, ngươi không được ra khỏi một tinh động một bước, bốn phía đã bị ta bày cầm chế cực kỳ lợi hại. Không có ta tự mình mở ra thì ngươi không thể nào ra ngoài. Một thanh thản nhiên nói, trong lời nói ẩn chứa sự tự tin. Hạng lập giật mình vẫn chưa nói gì, yên lặng đi theo nữ tử này vào một thông đạo khác. Xuyên qua một đài hoa viên toàn kỳ hoa dị thảo, Hạng lập bị đưa đến trước một hoàng sắc đại môn, không biết dùng kim loại gì luyện thành. Một thanh bước về phía trước, đây là một tòa mật thất ta thường dùng. Trước tiên, để ngươi tạm thời ở lại tu luyện. Bắt đầu từ ngày mai, cứ cách 7 ngày, ta sẽ đến chỉ điểm khu lôi chi đạo cho ngươi một lần. Giờ ngọ 7 ngày sau, ngươi đến thính đường tìm ta là được. Được rồi, ngươi vào đi, ta đến một mật thất khác. Nơi đây ngoài trừ mấy nơi được ta bày cơm chế ra, thì những nơi còn lại, ngươi được phép ra vào. Biểu hiện của Mộc Thanh cũng cực kỳ hào phóng đà tà tiền bối đã ưu ái hàng lập vội vàng cảm tạ vài câu nhưng mộc thanh sau khi nói xong thì chỉ nhìn hàng lập một cái liền xoay người rời đi thấy nữ tử này đã đi khuất hàng lập mới thở dài một hơi để đại môn đi vào mật thất thời gian như thai đưa chớp mắt đã không biết trôi qua bao nhiêu năm tháng một ngày nọ trong sương mù trên một tiểu sơn bỗng nhiên xuất hiện dị triều vô số mây đen tụ tập tiếp theo là thanh sắc điện quang chớp đồng. một trận lôi minh từ không trung truyền ra phản vất như trong mây đen đang sinh ra một mảnh thu đáng sợ đột nhiên trên mặt đất của tiểu sơn hiện ra hơn 10 pháp trận màu đen mặt ngoài chợt loe hát quang nhất thời có hai người hiện ra một người vây trong hắc hà vóc người thon thả một người mặc thanh sắc trường bào khuôn mặt còn trẻ đúng là hai người một thanh ba hàng lập trong nháy mắt khi hai người xuất hiện trên không trung vang lên tiếng nổ lớn mây đen kinh liệt quay cuồng thành sắc điện hồ trong mây đen trở nên dài đặc thành thế cực kỳ kinh người một thanh ngẩng đầu nhìn khoảng không bình tĩnh nói không nghĩ tới lại vừa đúng lúc như vậy Thiền kiếp của người đã tới rồi những người có ích tà thần lôi cộng thêm sự hiểu biết sơ bộ về khu lôi chi đạo loại lôi kiếp trình độ này có thể dễ dàng ứng phó nhận cơ hội này mà luyện thêm một phen đối với người cũng có lợi một thành nói xong thì quang mang pháp trận phía dưới chân chợt lóe, cả người bỗng nhiên biến mất. Trong khoảnh khắc, trên đỉnh núi chỉ còn lại một mình hàng lập. Thấy cảnh này, hắn chỉ có thể cười khổ một mình. Lần tiểu thiên kiếp thứ hai của mình tại linh giới đã tới rồi. hiển nhiên, hắn cũng đã đoan trước. Cũng may, hắn đã dùng diệt trần đan. Hơn nữa cũng đã ăn bảy tám viên. Thiên kiếp lần này không còn kinh khủng như lượng sắc lôi kiếp, mà là thành sắc thiên lôi bình thường. Bất quá cho dù là vậy, Hạng Lập vẫn không dám khinh thường. Dù sao, đây cũng là lần lôi kiếp thứ hai của hắn. Hạng Lập há miệng phùng ra một thành sắc tiểu định, đồng thời tay vội lên đầu. Một phiến hạ quang bay ra, hình thành một tầng quang mạc bảo vệ toàn thân. Sau đó hắn quát khẽ một tiếng, hai tay nắm chặt thành quyền. Nhất thời tiếng oanh minh phát ra. Vô số đạo kim sắc điện hồ bắn ra, hướng về phía không trung bay đi. Một lát sau, một kim sắc điện vọng hiện ra, tiếng sét đánh không ngừng. Cùng lúc đó thành sắc điện hồ trên không trung càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sáng. Rốt cuộc dưới một tiếng nổ kinh thiên động địa, vô số thành sắc điện hồ từ không trung đánh xuống, mục tiêu là hàng lập trên đỉnh núi. Mỗi điện hồ phản phất như thành sắc tiểu xa đập lên kim sắc điện vọng. Dị quan trong mắt hàng lập chợt lóe, tay bắt quyết, từ trên kim sắc điện vọng truyền ra một tiếng lồi mình. Từ trên điện vọng hiện ra kim sắc phù văn, rồi bỗng hóa thành một phiến kim sắc quang vụ. Một mạng quỷ dị xuất hiện, thành sắc điện hồ khi vừa tiếp xúc với quang vụ, thì điện quang chợt lóe, sau đó biến mất. Cả quá trình vô thành vô tức, phản phất như đã bị kim sắc quang vụ thôn phệ. Trong chốc lát, hơn trăm đạo thành sắc điện hồ đều bị hút vào kim sắc quang vụ. Trên kim sắc điện vọng chợt phát ra tiếng bạo liệt được thiền lôi thứ nhất đánh xuống, hạng lộc ngay cả mắt cũng không chớp, dễ dàng vượt qua. Chương 1464 Thù lôi Kim vọng hấp thu nhiều thanh sắc điện hồ như vậy. Tại đỉnh đầu hạng lộc cuồng trướng gấp mấy lần, ba phủ cả phạm vi 30 trường. Mà khi được điện hồ thứ nhất dừng lại, đợt thiền lôi thứ hai đã ngưng tù to hơn lần trước lần nữa đánh thẳng xuống. Hạng lập bắt quyết, vương một ngón tay, vẽ lên không trung vài cái. Kim quang chợt lóe, một kim sắc phù văn hiện ra trên ngón tay. Lập tức, một tiên sét đánh vang lên, hóa thành một đạo kim hồ, bắn thẳng lên không trung. Sau khi chợt lóe, thì phù văn biến thành điện hồ, nhập vào trong kim sắc điện vọng. Chỉ thấy điện vọng nhất thời rung lên, quang vụ phiêu phù bên trong, tụ lại thành một chỗ kim sắc cửa đài quang vụ bên trong mờ hồ có phù văn chớp động chỉ chốc lát đạo thanh hồ thứ hai đã đánh xuống với khí thế hung hạng. một màn giống như trước xuất hiện thanh hồ khi đụng vào quan vụ liền biến mất đợt thiền lôi thứ hai hiện nhiên uy lực hơn xa đợt thứ nhất thiền lôi dày đặc sau thời gian một chén trà nhỏ nguyên bản quan vụ đang yên tĩnh bỗng rung lên thậm chí từ bên trong quan vụ còn truyền ra tiếng ông ông hơn nữa càng lúc càng lớn nhưng kiểm soát điện vọng phía dưới thể tích tăng lên gấp đôi kim hộ giao nhau vang lên tiếng xe gió tiếp theo chỉ chốc lát một âm thanh trầm thấp vang lên kiểm soát quang vụ rút cuộc hiện ra tầng đạo bạch ngân lập tức đánh vào thiền lôi chỉ một chút đã biến mất không có trở ngại điện hồ trực tiếp đánh lên trên điện đồ hai bên vừa tiếp xúc với nhau thành quang và kim mang giao nhau một tiếng ầm phát ra vang vọng khắp bầu trời lấy sự to lớn của kim vọng cho dù thiên lôi vô cùng hung mạnh thì vẫn vững vàng phiêu phù trong không trung trong lúc nhất thời chẳng được hơn phân nửa thanh hồ ngẫu nhiên có một số thiên lôi lọt lưới cũng bị nguyên tử thần quang phía dưới đào qua không thể bóng dáng Hàng lập đứng trên đỉnh núi nhìn tình hình trên không trung nhưng vẫn không có ý định lại phóng ra ít tà thần lôi từ hồ có dự định khác sau một lúc kiểm soát cử vọng rốt cuộc vang lên tiếng oanh minh rồi vỡ vùng mà đợt lôi kiếp thứ hai cũng đã dừng lại nhưng mây đèn trên không trung giờ phút này đen như mực quay cuồng dữ dội cơ hồ chỉ vài lần hô hấp trong mây liền hiện ra từng viên thành sắc lôi cầu một viên đều lớn bằng nắm tay mặt ngoài bắn ra thành quang đồng thời chậm đại chuyển động trong đám mây Hiện nhiên uy lực cường đại hơn rất nhiều so với điện hồ lúc trước sắc mặt hàng lập ngưng trọng vài phần, hai tay trắng đen đồng thời hướng lên không trung. Nhất thời hồi sắc quang hà phát ra, ngưng tụ lại, trầm đã mơ hồ hiện ra hư ảnh của một tòa tiểu sơn. Cơ hồ đồng thời ngay lúc đó, trên hồi quang bỗng nhiên hiện ra hư ảnh của năm đầu khổ lâu. Mỗi một cái đều lớn như bánh xe, đồng thời há miệng, ngụ sắc quan diệm cuồn cuộn tuôn ra, trầm nháy mắt, hình thành một tầng phòng ngự di động quanh nguyên từ thần quang. Tiếp theo, Hàng Lộc khẽ quát một tiếng. tiêu định xoay quanh trên đỉnh đầu, chợt lóe linh quang, cuộn trướng gấp 10 lần, biến thành một cự định. Bên trong cự định, ẩn ước phát ra tiền xe gió. Đợt thiên lôi thứ ba, không chút lưu tình, đánh xuống. Rất nhiều viên thanh sắc lôi cầu, phản phất như mưa đá, phát ra tiếng lôi mình quá dị, thành thể hơn xa so với hai đợt thiên lôi lúc trước. Với cảnh giới hóa thần sơ kỳ của Hàng Lộc, mà cũng có thể ngăn được lượng sắt lôi kiếp, thì hiển nhiên loại công kích này rất dễ dàng ngăn cản. Lôi cầu vừa chạm vào ngũ sắc quan diệm thì một màn khó tin xuất hiện. Ngũ sắc dị mang thiểm động, tất cả lôi cầu đều bị trì hoãn, bị nhốt vào trong quan diệm. Trầm nhai mắt, thành quan trong quan diệm chớp động không thôi. Hơn trăm lôi cầu đều bị cố định bên trong. Thần sắc hàng lập vừa động, hư ảnh tiểu sơn trong hồi sắc quan đồ quay tròn, hồi quang buông phía nhất thời đảo qua không trung lôi cầu đầy trời khi bị nguyên tử thần quang đảo qua thì biến mất đồng thời phía dưới cự định phát ra thành quang vô số lôi cầu quỷ dị xuất hiện tại miền định một trận ầm vang phát ra lôi cầu bị vô số thành thi kéo vào trên cự định nhìn thấy cảnh này hàng lập lộ ra nụ cười sau nửa canh giờ mây đèn trên tiểu sơn dần dần tán đi lôi kiếp đã sớm chấm dứt thân ảnh hàng lập lại xuất hiện trong mật thất mộc tinh đồng. Hắn khoanh chân ngồi trên một bộ đoàn, trước người là thanh sắc tiểu định đang huyền phù. Lúc này miệng định mở ra, mơ hồ phát ra tiếng sấm trầm thấp. Hàng lập nhìn tiểu định một lát, tay áo phất lên, tiểu định từ từ bay vào tay. Hắn vỗ một cái, từ bên trong bay ra một tiểu lôi cầu to cờ quả trứng gà. Điện quang trên lôi cầu chập lóe, mặt ngoài cuồng trướng không ngừng, nhưng lại bị một chùm thanh tỳ vậy lấy, không thể dạy ra, đúng là thiên kiếp chi lôi mà hàng lập lấy được. Thiền lôi này nói về uy lực thì hơn xa lôi điện bình thường. Có cơ hội, hàng lập hiện nhiên sẽ thu lấy lôi điện này, dùng để luyện chế một số lôi châu, chỉ có hai lôi châu thì có lẽ uy hiếp được tồn tại luyện hư kỳ một chút, nhưng nếu là mười mấy khối đồng loạt xuất ra thì ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng phải tránh lùi ba bước. Ngoại trừ hai đợt thiền lôi đầu tiên thì hắn dùng lĩnh ngộ pháp môn ít tà thần lôi ngăn cản lại. Còn những thiên lôi thừa thì đều bị hắn dùng hư thiên định để hút vào. Thành sắc lôi điện rất nhiều, đều để luyện chế mười mấy khối lôi châu. Nhưng bởi vì uy lực của thiên lôi, cho nên lôi châu này mạnh hơn hai khỏa lôi châu của hắn một chút. Nhiều lôi châu như vậy đều để hắn dùng làm đòn sát thủ. Bất quá lần thiên kiếp này không có chút uy hiếp đối với hắn, nhưng mỗi lần thiên kiếp sau đó đều lợi hại hơn lần trước. Qua 7 tám lần thì hắn không thể nào dễ dàng đón đỡ như vậy được. Về phần tiến gia luyện hư kỳ sau khi đổ đài thiên kiếp, từ lần đầu tiên đã cực kỳ nguy hiểm, không ít tồn tại luyện hư kỳ, chết trong lôi kiếp, vượt xa tiểu thiên kiếp. Bất quá cái đó nói sau, hiện tại cái hắn muốn làm nhất chính là thoát ra khỏi đài phiền toái trong địa uyên này. Nghĩ tới đây, sắc mặt hàng lập lại trầm xuống một năm qua, yêu nữ mộc thanh này thật đúng là tận tâm đối với việc chị hắn khu lôi chia đạo. Hơn nữa hắn vốn có tạo nghệ thâm hậu ở phương diện ít tà thần lôi. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn nhất định sẽ nắm giữ được cách phong thích cùng tế lôi chi quyết. Xem ra yêu cầu của Mộc Thanh cũng không thành vấn đề. Mà có lẽ cũng bởi như vậy, thái độ Mộc Thanh đối với hắn rất hòa ái. Bình thường, ngoài việc truyền thụ khu lôi chia đạo thì ngẫu nhiên cùng chỉ điểm hắn một số vấn đề về tu luyện. Lấy cảnh giới của nữ tử này chỉ để một gà hóa thần kỳ thì hiện nhiên làm cho hắn có lợi ích không nhỏ. Nhưng hạng lập đương nhiên cũng sẽ không bởi vì vậy mà thành thật muốn ở lại đây. Trong lúc ở lại đây, hắn mấy lần dò xét lối ra, xem bốn phía có cầm chế hay sơ hở gì hay không, cũng nghiên cứu cách bài trừ bốn đạo ân ký trong cơ thể. Nếu như hai thứ này đều có cách giải quyết thì hắn đương nhiên sẽ trốn ngay nhưng kết quả lại là làm cho hắn lạnh lẽo. Cầm chế bốn phí một Tinh đồng rất huyền ảo, vượt xa tưởng tượng. Khi bị Mộc Thanh đóng cửa, thì cả động quật cơ hồ trở thành một lồng giam thần lớn. Hắn càng bạn không thể nào lặng lặng rời đi. Đương nhiên, cũng không thể nói rằng Hàng Lộc không thể bài trừ cầm chế nơi đây. Vô luận là nguyên tử thần quang hay phệ linh thiên hòa thì cũng vô cùng linh nghiệm đối với bài trừ cầm chế nhưng nếu thi triển hai loại thần thông này mạnh mẽ pha cấm, thì chịu sợ bên này, hắn vừa đồng thủ, Mộc Thành bên kia đã lập tức phát hiện ra, kết quả thì cũng có thể nghĩ được. Về phần ân ký của tứ đại yêu vương trong cơ thể, thì càng thêm phiền toái. Ân ký này phản phất như mọc rễ trong cơ thể, dùng tất cả mọi cách mà không cách nào khu động. Biện pháp duy nhất là dùng anh hỏa trong cơ thể, luyện hóa từng chút một nhưng ân ký của yêu vương hợp thể kỳ không phải là dễ dàng luyện hóa như vậy. Đó là chưa nói tới, việc hắn vừa chạm vào ân ký, có thể lập tức bị chủ nhân của ân ký phát hiện ra. Mà nếu hắn thật sự cường hành luyện hóa thì cũng mất hơn 3-4 năm. Kể từ đó, hắn cảm thấy rất buồn bực. Bất quá, Hạng Lộc cũng không phải là người chỉ biết than khổ. Hắn cũng đã tìm ra một cách khác đó là lúc vào cần thiết, dùng nguyên tử thần quang và ít tà thần lôi, tạm thời che lại cảm ứng của ấn ký. Mặc dù vì sợ đà thảo kinh xà, Hàng Lập chưa từng thử qua nên không biết có được hay không. Bất quá hắn hiểu rất rõ sự thần diệu của hai loại thần thông này, ít nhất cũng có bài thành nắm chắc. Đương nhiên, loại che giấu này chỉ tạm thời. Một khi bị tứ đại yêu vương phát hiện ra, thì nhất định sẽ phát động ân ký, phòng chừng hắn không thể nào che giấu bao lâu. Hàng lập thở dài một hơi, phản phất như đem tất cả phiền não thổi ra ngoài. Lập tức cầm tiểu đình trong tay, đếm ra phía trước, chuẩn bị bắt đầu luyện chế lôi châu. Mặc dù nơi này là chỗ trước kia một thành tu luyện, nhưng đã bị hắn hạ cầm chế, cũng không sợ đối phương âm thầm giám thị. Lúc này trong mật thất, tiếng lôi mình phát ra, hàng lập bắt đầu luyện chế khối lôi châu đầu tiên. Nhiều ngày sau, một đạo lục quang hương phía hòa viên bay vụt đến sau khi chợt lóe thì biến mất trong mật thất đại môn không thể bóng dáng sau một lát hoàng sắc đại môn mở ra hàng lập nhíu mày từ mật thất đi ra trên mặt tràn đầy vẻ kỳ quái hiện tại chưa thấy ngày truyền thù khôi lôi chi đạo một thành như thế nào phát ra truyền âm phù gọi hắn trong một năm nay chưa từng phát sinh chuyện như thế này trong lòng mang theo một tiên nghi hoặc hàng lập từ từ đi về phía hoàng viên trong vòng trữ vật của hắn đã có hơn 30 thành sắc viên châu. Mỗi viên đều nhỏ bằng ngón cái, thành quang cho mắt. Luyện chế lôi châu này, hạng lập đã hao hết phân nửa thiên lôi. Nếu không phải một thanh gọi hắn, thì hắn chuẩn bị làm một hơi, luyện chế hết thiên lôi trong hư thiên định. Bất quá khi hạng lập đi đến thính đường, thì không khỏi nhíu mày. Bởi vì trong thính đường, ngoài trừ Mộc thành ra, thì bên cạnh bất ngờ lại là một gã huyết bào nhân. Đúng là địa huyết lão quái hàng đạo hữu huyết đạo hữu tới đây là cố ý tìm ngươi một thanh cầm một chén trà thản nhiên nói với hàng lộc chương 1465 huyết diệm sơn tìm vạn bối hàng lập mặc dù đã có dự cảm nhưng trên mặt vẫn hiện ra một tia kinh ngạc không sai lão phu có việc tìm ngươi Chẳng lẽ đã quên truyền âm chi ngự của ta lúc trước ư? Ừ. Huyết bảo nhân thành âm phản phất như bàn kim loại. Vạn bối hiển nhiên không quên, Tiền bối có gì cứ phần phó. Hàng lập trong lòng không khỏi nói thầm, nhưng lúc này sẽ không phủ nhận điều gì. Một tiền tử, người nghe thấy chưa? Đây chính là hàng tiểu tử tự, tự mình đáp ứng hỗ trợ. Người trùng quy không thể từ chối. Huyết bảo nhân cười hắc hắc. Thiếp thân không có gì chối cãi, bất quá huyết đạo hữu hẳn là rõ ràng. Việc hàng đạo hữu nắm giữ ít tà thần lôi rất quan trọng. Người nói 3 tháng thì tuyệt đối không được. Ta chỉ có thể cho ngươi kỳ hạn một tháng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đại sự của ta đây. Mộc Thành bất động thành sắc nói. Một tháng, càng bạn không thể nào làm hết chuyện của ta. Việc luyện chế khôi lội của ta vô cùng quan trọng, đồng dạng không thể chậm trễ. Nếu không thì đưa hắn cho ta mượn hai tháng như vậy miệng cưỡng cũng đủ dùng. Huyết lão quái trầm ngâm một chút rồi nói. Chỉ thêm được nửa tháng thôi, một ngày cũng không được nhiều hơn. Một thành trong hắc quan lạnh lùng nói, bộ dạng không chút khách khí. Được, vậy thì một tháng rưỡi, bất quá muốn mượn truyền tống trần của một tiên tử dùng một chút. Huyết bào nhân một quan chấp đồng, gật đầu nói. Truyền tống thì không có vấn đề, ta sẽ trực tiếp truyền bọn người đến huyết diệm sơn. Đến lúc đó ta cũng sẽ tự mình quay về Thành âm mộng thanh vừa chầm Thâm ý nói À, việc này tuyệt không thành vấn đề Hàng tiểu tử đi theo ta Huyết bào nhân cười ha ha Đứng dậy Nửa ngày sau Trên một ngọn núi lớn Một truyền thống trận bí ẩn trên bãi đá Chợt lóe hát quang Hai bóng người hiện ra Đúng là hàng lập và huyết bào nhân Hàng lập vừa mới tỉnh táo lại từ trong mê mùi nhưng nhìn tình hình trước mắt lại ngẩn ra. Chỉ thấy bên cạnh truyền tống trần, bất ngờ có một huyết bào nhân khác. Người này thấy Hạng Lập nhìn lại thì phát ra tiếng cười quái gì. Hạng Đạo Hữu, người cũng nhìn thấy rồi. Đây là tứ đại tự huyết khôi lội của ta. Nhưng muốn người gia trì thêm ít tà thần lôi một chút, chỉ có như vậy mới có thể tăng thêm công dụng lớn. Tự huyết khôi lội. Hạng Lập nghe xong thì rùng mình. À, chuyện cụ thể như thế nào? thì ta sẽ nói sau. Từ hồ bởi vì cần đến hàng lập, cho nên vị huyết bảo nhân này hết sức khách khí. Hàng lập đương nhiên sẽ không phản đối, đi theo hai người này bay đến ngọn núi lớn phía trước. Ngọn núi cao chừng 4, 5 ngàn trường, hai gã huyết bào nhân mang theo hàng lập bay thẳng đến sườn núi. Kết quả là một vách núi cao hơn trăm trường xuất hiện trước mặt. Một gã huyết bào nhân tiến lên vài bước, tay bắt quyết, miệng lẩm nhẩm, tay kia bỗng dơ lên, một màn khó tin xuất hiện trước mặt. Cả vách núi rung động, phát ra tiếng ầm ầm, hắc quang chớp động, biến ảo thành một cái đầu dao bằng đá. Trên đầu dao đột nhiên hiện ra đôi mắt thật lớn, lộ ra con người màu đỏ. Sau khi ánh mắt lạnh như băng đảo qua trên người hai gã huyết bào nhân, thì đầu dao chậm rãi mở miệng, lộ ra một thông đào. Vào đi. Một gã huyết bào nhân mặt không biến sắc nói tên còn lại cùng sóng vai đi vào. Trên mặt hàng lộc kinh ngạc, đánh giá đầu giao trong chốc lát rồi đi vào. Bên trong thông đạo rộng vô cùng, cao chừng 4 năm trường, vách tường buôn phí cũng dùng đá đen mà tạo thành. Cứ cách một đoạn là dùng một viên giả minh châu lớn cỡ ngon cái khảm vào. Hai huyết bào nhân sóng vai đi về phía trước. Từ sau khi tiến vào thông đạo thì vẫn không nói một lời. Bất quá sau khi xuyên qua thông đạo tiến vào lòng đất hơn trăm trường, thì trước mặt trở nên trống trại, đồng thời xuất hiện bảy tám cái cửa đặt song song, tất cả đều độc nhất vô nhị. Tình hình này làm cho hạng lập có chút ngoài ý muốn, nhưng hai gã huyết bạo nhân không chút dừng lại, tùy ý đi vào một thông đạo. Cả tòa núi phản phất như rộng lớn vô cùng, khắp nơi đều là một thông đạo chàng chịt giống như mê cung. Hơn nửa trong thông đạo này thường có thể nhìn thấy nhiều khôi lội với các hình thái khác nhau, ở bên trong đi tuần tra khôi lội này kim quan cho mắt toàn thân dùng kim loại luyện chế thành hành động linh hoạt nhưng lại chỉ dùng linh mộc điều khắc thành vô luận loại khôi lội nào cũng tạo ra linh áp kinh người thậm chí có vài khôi lội đặc thù thực lực ước chừng cấp hóa thần hạng lập sau khi nhìn thấy thì trong lòng vô cùng khiếp sợ liệt kiến thức hắn hiển nhiên có thể nhìn ra huyết lão quái tại khôi lội chia đạo sâu không lường được tuyệt đối trên đại diện thần quân Đương nhiên, đây cũng không phải là thiên phú cao hơn nhiều so với đại diện thần quân, mà là lấy kiến thức hợp thể kỳ, cộng thêm tài nguyên phong phú ở linh giới. Chỉ riêng hai điều kiện đó, căn bản đã không thể so sánh. Đi theo hai gã huyết bào nhân quẹo phải, quẹo trái liên tục. Sau khoảng thời gian một nén nhang, thì trước mắt hàng lập sáng ngời. Từ trong mê cung đi ra, phía trước xuất hiện một hồi nước đỏ đậm, khí tức cực nóng đập vào mặt đúng là một hồ nham thạch thiên nhiên dưới đất. Dùng nham trên mặt hồ nổi lên từng đoàn lửa, cung điện không tính là to, nhưng cũng hơn ngàn trường. Cả cung điện tản ra một cổ khí tức huyết tinh nồng đậm, nhưng hết lần này tới lần khác lại được kiến tạo rất tinh xảo. Một viên tinh thạch màu đỏ to mấy trường, về quanh cung điện là những tia máu yêu dị. Hàng Lập thấy vậy thì ngẩn ra. Tinh thạch lớn như vậy, cơ hồ lập tức khiến Hàng Lập nghĩ đến tình thể cổ quái trong phong linh tháp tại thiên bàn tộc, đồng dạng cũng vô cùng lớn và thần bí. Xem ra trên đó, khẳng định cũng có cấm chế cực kỳ lợi hại. Huyết bảo nhân mang theo hàng lập, bay đến hồ dùng nham rồi đồn quang xuống. Tiếp theo một người trong đó vùng tay áo lên, một quả chuông màu vàng nhất thời bay vụt ra, phát ra tiếng đình đăng, rơi vào trong tay của huyết bảo nhân. Hoàng quang chợt lóe, một tiếng thanh linh phát ra, sau khi tiếng chuông truyền vào tai, thì hằng lập chỉ cảm thấy thần thức rung động một trận. Cả người nhất thời vô lực. Hắn thất kinh, vội vàng vận chuyển đại diện quyết. Thần thức mới một lần nữa ổn định. Tiếp theo thối lùi ra từng bước, hai mắt nhìn về hai gà huyết bào nhân. Mặc dù hắn không tin rằng đối phương sẽ đột nhiên đồng thủ với hắn tại đây, nhưng sự cảnh giác vẫn không chút nào buông lỏng. Kết quả, một gà huyết bào nhân đột nhiên quay lại, lạnh lùng đánh giá hàng Lập thì hắn vẫn duy trì thanh tịnh thì trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Mà lúc này, từ trong hồ dùng nham đối diện, dùng nham chợt chấn động kịch liệt. Một cự thú dài 10 trường từ bên dưới đi ra. Thân hình giáp sát, phản phất như cự quy. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có xúc tu, đầu lâu quỷ dị, trên trán lại có sừng màu đỏ tươi. Còn thú này từ hồ bị tiếng chuông triệu hồi ra. Sau khi trồi lên mặt hồ, lập tức rạng dùng nham Bày thẳng đến đám người hàng lập. Đây là thú trồng coi cựu của bọn tòa, là đồn quỷ thú. Còn thú này trời sinh thân thể hỏa linh, nhưng đồng thời có thể phóng ra ba loại linh diệm khác nhau. Trong dùng nham, nó có y lực vô cùng lớn. Lúc bọn tòa thu phục nó cũng mất rất nhiều khí lực. Mà bọn tòa muốn vào huyết diệm cung, thì nhất định phải thông qua con thú này. Một gà huyết bảo nhân cười hăng hắc, hướng hàng lập nói thần thông của tiền bối quả nhiên là cao siêu, vạn bối cực kỳ bội phục. Hàng Lập nghe xong lời này thì trong lòng chợt động, lập tức nhìn về phía bầu trời, sau đó sắc mặt đại biến. Dưới thành minh lên nhạn không trùng phía trước bất ngờ hiện ra vô số sợi tơ quỷ dị trong suốt, đang vào nhau, bộ dạng gắn kết với hồ nước. Mà trên đầu tơ tằm cũng có một khối tinh thạch thật lớn. Nếu là người không biết rõ, từ trên không trùng lao xuống thì hậu quả cũng có thể nghĩ được khóe miệng hạng lập còn quắp một chút hít một ngụm lương khí lúc này quỷ thú đã bơi tới bờ bà cái đầu lâu hướng về hai gã huyết bào nhân kêu lên tiếng kêu quái dị như tiếng của con ếch một gã huyết bào nhân giơ tay lên một viên cầu đen thui mang theo một cổ tình phong bắn ra yêu thú dùng một đầu phùng ra một đám mây đỏ đem hát cầu thu vào trong miệng sau đó cúi đầu xuống bà cái đầu còn lại cũng phát ra tiếng kêu trầm thấp con thú này phản phất vô cùng vui sướng Sau đó thân hình vừa chuyển Cái đuôi thổ to đặt lên bờ Hai gã huyết bào nhân đi dọc theo đuôi Khầm chút hoang mang leo lên lưng thú Sau đó xoay người buồn mắt đồng thời nhìn chăm chú Về phía hạng lập Hạng lập thở dài một hơi Thân hình vừa động Cũng đi lên trên lưng thú Một gã huyết bào nhân rùng chuông Quỷ thú lập tức chở ba người Bơi đến giữa hồ Hồ dùng nham cũng không lớn Chỉ chốc lát yêu thú đã chở ba người đến trước cung điện. Ba người lúc này mới bay lên không đến trước cửa điện. Hai chân hàng lập vừa mới chạm đất, thì cửa cung điện vốn đóng chặt, bỗng nhiên chậm rãi mở ra. Từ bên trong đi ra hai đội người. Một đội cả người mặc hồng giáp, cầm một thanh hỏa qua, toàn thân được vây trong hỏa diệm. Một đội khác được ba phủ trong hôi vụ, bên trong mơ hồ có tượng đào hắc ảnh ẩn hiện. Thần niệm hàng lập đào qua, thì phát hiện ra hai đội nghị này có khi tức sinh mệnh, cũng không giống như khôi lội. Hai đội cổ quái này đi đến, lập tức thi lệ với hai gã huyết bào nhân. Đem âm hỏa điện, mở ra, bổn toàn muốn chiêu đại hàng đạo hữu một chút. Một gã huyết bào nhân nói, vừa nghe lời này, hai đội người lập tức yên lặng thi hành. Một nửa đội lập tức phản hồi vào trong điện, nửa đội khác cùng kính phân ra hai bên. Những người này không nói một lời, dường như căn bản không biết nói, hàng lập thấy như vậy thì mặc dù bên ngoài không có gì dị thường nhưng trong lòng lại một phen kinh nghi